Bộ công an bắt giữ bà Trùng Oanh Hà, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng cơ quan đại diện bộ công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ bà Trùng Ma túy Oanh Hà. Sau khi trốn ra nước ngoài, mặc dù bị tổ chức hình sự quốc tế Interpol truy lùng ráo riết, nhưng bà Trùng Vũ Hoàng Oanh, còn gọi là Oanh Hà, 65 tuổi, ở Hải Phòng chị gái của Dung, Hà, trùng giang hộ trong vụ án 5 cam, vẫn thiết lập một đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm. Trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam, Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, C04, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh các nghi phạm người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài hoạt động phạm tội về ma túy. Oanh Hà có 7 tiền án, tiền sự. Xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, ngày 5 tháng 9, C04 đã xác lập chuyên án số 822T để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá. Ban chuyên án cũng xác định vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây chính là Oanh Hà, đối tượng có có 7 tiền án, tiền sự. Tháng 5 năm 2018, C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, Thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 nghi phạm trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn sang nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, cộng cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác vàng về thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng tiêu thụ thủ đoạn của đường dây này là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê Võ Văn Hậu, 35 tuổi, ở Long An vận chuyển từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh tập kết ở kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc, 50 tuổi, ở Quy. Bình Tân và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở Hát, Hóc Môn. Tại kho hàng, quốc thuê Nguyễn Thành Thắng, 32 tuổi, và Đỗ Thế Phong, 53 tuổi, tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sĩ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh công ty vận tải Bắc Việt ở Quy 12, sau đó vận chuyển ra trụ sở chính của công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh, 32 tuổi, giám đốc công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Skyhouse, để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ. Đường dây mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Trinh sát xác định ngày 13 tháng 9, các nghi phạm sẽ chuyển 4 lốc máy về kho của Nguyễn Anh Bảo Quốc. Nhận định thời cơ phá án đã đến, C04 đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác tiến hành phá án. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, C04 phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp. Thắng khai nhận, đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của quốc, nơi nhận sẽ được Thắng thông báo trước ám hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động sau đó đối chiếu trùng khớp số seri. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Thắng, thu giữ 26 bánh heroin, khối lượng 9 kg. Mở rộng vụ án tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Anh Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Úc Hậu, Nguyễn Thị Năm, Đỗ Thế Phong và Nguyễn Ngọc Duy. Tang vật thu giữ hơn 53 kg ma túy các loại. Tại Hà Nội, ban chuyên án bắt giữ Phạm Thế Anh và thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định hai nghi phạm Nguyễn Văn Nam, 32 tuổi, ở Hải Phòng và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 25 tuổi, ở Hưng Yên đã 23 lần nhận 91 lốc máy ô tô có cất dấu tổng số 1,5 tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng thuê kho bãi cất dấu sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía Nam, sau đó đã xuất cảnh qua đường Tiểu Ngạch sang nước ngoài lẫn trốn. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23 tháng 9 năm 2022, C04 đã phối hợp cùng cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ bốn nghi phạm là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh và Vũ Hoàng Oanh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố. Bắt giữ 29 bị can trong đường dây này. Tổng số tan vật thu giữ là 131 kg ma túy các loại. Kết quả bước đầu làm rõ nhóm này đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy với chiến công này, ngày 22 tháng 11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao thư khen ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể trong chuyên án, đấu tranh với đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà Trùng Ma Túy Khét Tiếng Oanh Hà cầm đầu.